Quyển 8 từ phần nhiếp dị môn phẩm hạ. Lại nữa Ốt Đà Nam nói: Ba trùng dục mời thỉnh, vì pháp tăng huệ thí, chán phạm trí vô thường, bọt nước thảy là sau. Các dục vô thường hư ngụy không thật, tức tuyển nói các dục là điên đảo. Vì cớ sao? Vì dụng bốn trùng nên biết sự điên đảo của chúng. Được trong đây vì hư nên vô ngã, vì ngụy nên bất tịnh, vì không thật nên khổ. Vì lẽ ở nơi các dục vui chẳng thật, nhưng vì các dục kia chúng hiển hiện hết thảy giống như thường nên được gọi là pháp hư vọng, là sự điên đảo. Sau nói các dục là pháp hư vọng, vì hiển nghĩa đây nên dụ kia như việc huyễn, tuy không phải thường nhưng hiển hiện tương tự thường nên đồng pháp kia, dối gạt, mê hoặc kẻ ngu. Kẻ ngu vì không thấy nghe, không như thật biết các dục kia, trong đêm dài hàng vị kia lừa dối, mà lại sanh sâu đắm nhiễm, bị bức xúc bởi sự biến hoại khổ. Người thông tuệ thì không như vậy, vì như thật biết các dục kia, lại các dục kia dụ như xương khô, vì khiến không no đủ, dụ như đống thịt vì chúng có nhiều, dụ như bó đuốc cỏ vì làm nhân cho ác hạnh hành phi pháp, dụ như một phần cho nóng vì tăng trưởng ái dục khiến nhiệt não mạnh mẽ, dụ như rắn độc lớn vì là chỗ các thánh hiền xa lìa, dụ như chỗ được trọng mộng vì nhanh chóng tàn hoại, dụ như chỗ vay mượn đủ thứ vật để trang nghiêm vì nương cá các duyên, dụ như quả chín đầu cảnh vì có nguy cơ rơi xuống đất, lại bất tịnh là cú trùng. Nói xú uế vì khi đã thọ dụng thức ăn uống rồi, kế tiếp chúng bị biến hoại, chỗ biến hoại thành phần nước tiểu bất tịnh gọi là nơi xú uế, chỗ biến hoại thành máu thịt gọi là sành xú uế, đáng chán lìa vì chỗ thọ dụng dâm dục biến hoại mà thành, thật là xấu xa, đáng xả lìa. Lại nữa, nên gọi mời vì xả bỏ của cải thế gia nên phụng thỉnh, vì tận rất tham ái muốn cầu quả báo cho nên gọi mời, muốn cầu giải thoát cho nên phụng thỉnh, nên chấp tay, tức là hai hành động vào lúc gọi mời và phụng thỉnh, nên hòa kính vì nên lễ bái hỏi thăm, vì nên cùng kia đồng giới kiến vô thượng phước điển của đời nên phụng thí, vì huệ thí đối với vị kia được quả vô lượng vậy. Lại thiện thuyết văn nghĩa diệu khéo thiện xảo, hiện thấy ở trong hiện pháp khả chứng đắc, không nhiệt vì lìa phiền não, không thời vì ra khỏi ba thời, khó dẫn lão bệnh tử không thể dẫn đoạn, khó thấy ở trong cõi trời không thể thấy, bên trong tự sở chứng chỉ tiên người mà không có khả năng chứng, các bậc có trí là bậc học và bậc vô học, làm nhà cửa, làm cồn bãi, làm chỗ cứu hộ, làm chỗ quay về, làm chỗ hướng đến, do cố sau giải thích cố trước, hiển nghĩa xuất ly. Lại về năng rõ biết bốn thánh đế gọi là chánh kiến, sanh khởi ở mọi lúc đều năng phát sanh, đã sanh khởi ở đời quá khứ trụ vị vô học, nay sanh khởi ở đời hiện tại hoặc đã chứng đắc hoặc tu viên mãn, sẽ sanh khởi hoặc chưa chứng đắc hoặc xin tu tập, nên tu nên tập nên nhiều tu tập, tùy chỗ thích hợp nên biết như trước đã thuyết, nên tùy phòng hộ, tùy thuận xa lìa pháp thối đoạn, nên xúc tức bằng thân thể, nên tác chứng hoặc quả hoặc trí thủ thắng, như nói ta đã chứng đạo, thuyết đúng thời hoặc rõ biết người kia mong muốn vui nghe và đủ khả năng nghe mới vì kia thuyết, người nghe pháp phải ngồi thấp hơn gọi là đúng thời, nên thuyết theo đúng thứ tự. Trước tiên nếu rõ biết người kia vui muốn tăng thượng rồi, liền ân trọng tùy theo khả năng có được mà tận lực vì kia thuyết pháp, chỉ vì muốn khai thị nghĩa sai biệt mà người kia chưa từng được nghe, không chỉ dùng ngôn từ hoa mỹ vui thích để thuyết, tiếp theo vì kia khai thị nghĩa tùy mật, giả sử phòng có nạn tùy hội vì kia giải thích chỉ dạy, khiến hoan hỷ giáo hóa người, khiến họ lãnh thọ lời dạy, khiến vui thích giáo hóa người ở mức độ bậc trung, khiến hỷ lạc giáo hóa người hủy báng, khích lệ vì muốn người kia có được đức chân thật, dùng tâm điều thuận phát lời tốt lành khen ngợi, của trách đuổi bỏ quán người kia thật có lỗi phạm, dụng tâm không giận dữ, tự phát lời khai thị của trách. Đạo lý đầy đủ bốn đạo lý là quán đãi đạo lý, tác dụng đạo lý, pháp nhĩ đạo lý và chứng thành đạo lý. Có ích, không xả bỏ sự thực hành, không tạp vì không lẫn tạp vì có sự liên kết, có pháp vì năng dẫn nghĩa vì nương nơi khổ, vì có vô lượng chủng pháp do xuất ly viễn ly mà sanh khởi, như chúng hội tùy theo khả năng kham nhiệm của bốn chúng như sát đế lợi, dùng tâm tử vì muốn khiến kia được nghĩa lạc tầm lợi ích,
vì khiến làm sao để người ân trọng lắng nghe chánh pháp đều được thấu hiểu, thu được lợi ích lớn. Tâm ái mẫn vì muốn khiến người kia tu tùy pháp hành pháp, không chỗ nương, chẳng vì lợi dưỡng cung kính danh xưng, tức là không nương các việc như y phục, cũng không nương sự cung kính, chỉ vì khiến người lãnh hội nhập vào chánh pháp. Lại đối với người không có sự khinh miệt cho đến nói rộng, không tự cao, chẳng vì sự lợi dưỡng cung kính mà nói lời như vậy, chỉ có ta năng biết pháp luật như vậy, bọn các người chẳng biết. Nói rộng cho đến là tự khen ngợi công đức rồi lại luận bàn lỗi lầm của người. Tùy từng lúc nên nghe pháp, đến lúc như vậy phải tự quan sát. Ta này cần có nhiều thực hành cho việc lắng nghe thuyết pháp. Khi người thuyết pháp phải tránh rõ biết, ta chớ ở trong tâm bị chướng ngại, tức liền ân trọng đem tâm khiêm hạ, ngồi ở chỗ thấp, đầy đủ oai nghi, tùy chỗ mà cảm nhận lắng nghe chánh pháp, khởi tướng cung kính. Vì muốn sáng tỏ những nghĩa trước chưa hiểu rõ nên phát khởi thừa hỏi. Nếu lúc được trả lời mà vẫn chưa thấu hiểu, hay sanh khởi nghi hoặc, chọn không được trách mắng hủy chê. Đối với bậc thánh vượt hơn thì cung kính tùy thuận. Đối với người ngang hàng hoặc đối với người kém hơn, vì cung kính pháp cũng không được khinh miệt. Đối với vị thầy thuyết pháp thầm sành tôn trọng như thuyết pháp thì sẽ thành tựu quả lợi ích thủ thắng rộng lớn không gì vượt hơn. Không khinh pháp, tức không nói lời như vậy, lại đây chẳng cho chuốt văn tự trường cú gì cả, văn cầu quá thô thiển. Không khinh vị thầy thuyết pháp, tức không nói lời như vậy, chủng tánh kia tỷ liệt so với ta. Không tự khinh, vì đối với sở chứng không khiếp nhược hạ liệt, tức không nói lời như vậy, ta không có năng lực hiểu pháp, tâm phụng giáo, tâm không não loạn, chỉ muốn cầu được thông hiểu, tâm nhất thú hướng, vì muốn lãnh thọ thông hiểu văn cầu sai biệt, lắng tai nghe, vì muốn rõ biết âm vận sai biệt, tu trị ý, vì muốn ngộ nhập nghĩa thảm sâu, và tất cả tâm không gì mà không buộc niệm, vì muốn lãnh hội không gián đoạn âm vận, văn cố nghĩa, không gì chẳng rõ biết, không gì chẳng thông đạt, vượt qua lỗi chấp không. Lại nữa, nói chánh hành là cú chung, nên hành đúng lý, trụ quả hữu học, hành chất trực, trụ ở hướng đạo, hành hòa kính là vô học, bởi kia cung kính sâu đối với chánh pháp, đạo sư và học xứ, hành tùy pháp. Lúc ở nơi truyền các nhân, tùy pháp hành pháp. Do lắng nghe âm thanh của người bên trong chân chánh như lý, tư duy, lại nên hành đúng lý là chánh đạo và quả diệt hành. Hành chất trực, như thánh giáo mà chánh tu hành, không xiểm không cuống như thật hiển hiện. Hành hòa kính, cũng cộng tương ương với sáu pháp kiên cố. Hành tùy pháp, tùy pháp hành pháp, các A-la-hán, các lậu vĩnh viễn tận, cho đến nói rộng, kiều cánh cùng tổ cho đến nói rộng, cũng gọi là xuất ly, vượt qua hào sâu, ra khỏi hầm hố sâu cho đến nói rộng, vĩnh viễn đoạn năm trì, thành tựu sáu trì cho đến nói rộng, thành tựu dự liều không pháp đạ điền đảo, quyết định hướng đến bác quả bồ đề cho đến nói rộng. Như vậy tất cả chi tiết trong phần nhiếp sự ta sẽ rộng thuyết. Lại nữa, con của đại sư là cú trung, từ bụng mà sanh, vượt qua sự sanh con tỷ lệ thấp kém của hàng dị sanh, từ miệng mà sanh, từ thuyết pháp âm mà đản sanh, từ pháp sanh, được sanh từ như lý tác ý, tùy pháp hành pháp. Từ pháp mà hóa, từ đường pháp thân mà được thành lập là giống như pháp. Pháp đẳng phần, thọ dụng tài bảo của pháp vô lậu là giống như pháp. Các cú như vậy, hiển thị sanh tăng thượng viên mãn, và phần giống như pháp sanh viên mãn. Trong cú đầu tiên của tăng thượng sanh viên mãn, tức là loại trừ lỗi lầm của khí. Trong cú thứ hai, tức là loại trừ từ tinh huyết bất tịnh mà sanh. Trong cú thứ ba, là loại trừ dục tham chẳng phải chánh pháp mà sanh. Ba cú như vậy hiển thị sanh tăng thượng viên mãn. Trong cú thứ tư hiển thị tự thể giống như pháp. Trong cú thứ năm hiển thị thọ dụng giống như pháp. Hai cú như vậy hiển thị phần phụ tương tạo pháp của sanh viên mãn. Lại nói thứ tự là duyên, tập là nhân. Vì duyên tăng thượng gọi là chủng loại kia, vì nhân tăng thượng gọi là sở sanh kia. Tùy từ nhân sanh ra mà tích chứa thế lực duyên mới được sanh khởi, làm nương cho kia vậy. Lại ở trong đây, cú sau sẽ giải thích cho cú trước. Lại khéo thấy là cú trùng, khéo biết, biết pháp nghĩa, khéo tư duy, như chánh lý mà tư duy, khéo thông tuệ, biết toàn phần, khéo thông đạt, biết như thật. Hai cú sau hiện tánh khéo thấy, hai cú trước hiện ra hạnh kia. Lại nói thánh, vì vô lậu vì tương tục trong hành thánh giả, xuất ly vì vượt khỏi tất cả khổ của ba cõi, quyết đạt vì rốt ráo xuất ly không thối chuyển. Lại nữa, các pháp đều lấy Thế Tôn làm gốc. Bởi Phật Thế Tôn là bậc tối sơ hiện đẳng giác, Thế Tôn làm mắt, vì hiện đẳng giác rồi khai thị hết thảy trời người. Thế Tôn làm chỗ nương và nơi pháp sở thuyết để theo sự nghi hoặc
sanh khởi mà Năng Khai Thị giải thích tất cả. Lại Phật Thế Tôn Năng làm mắt, vì Năng dẫn phát tuệ cầu sanh. Năng làm trí, vì Năng dẫn phát tuệ giác hạnh. Năng làm nghĩa, vì Năng dẫn phát tuệ thành tựu do tư. Năng làm pháp, vì Năng dẫn phát tuệ thành tựu do văn. Ở nơi nghĩa, chưa hiển rõ Năng quyết liễu, vì Năng đoạn tất cả nghi hoặc. Năng làm chỗ nương của tất cả nghĩa, là Năng dẫn phát sự hưng thạnh của tất cả thế gian và xuất thế gian. Lại nữa, nói nhàm chán, đó là ở vị kiến đạo, lì dục, đó là ở vị tu đạo rốt ráo lì dục, diệt, đó là ở vị vô học, tất cả y đều diệt. Hai chủng trước ở vị gia hạnh, tu tập hạnh nhàm chán và hạnh lì dục. Một chủng sau ở vị vô học, hạnh ở nơi diệt hành. Lại, nói nhàm chán do kiến đế, ở nơi tất cả hành đều nhàm chán trái lìa. Lì dục, do ở vị tu đạo vĩnh viễn đoạn trừ tham, giải thoát do lìa tham. Một hướng an ẩn đối với phiền não sót lại tầm được giải thoát. Khắp giải thoát vì đoạn phiền não ở nơi khổ sanh, khắp đều được giải thoát. Lại nữa nói Bà La Môn, vì đoạn trừ các ác, vì rốt ráo đến bờ kia là tướng đây, không do dự, vì ở nơi điều chứng đắc của bản thân lìa nghi hoặc. Đoạn các việc làm ác, đối với việc nên làm không việc gì không làm, đối với việc không nên làm quyết định không làm. Lìa các tham ái, không ham thích, lợi dưỡng cùng kính, ở nơi có chẳng phải có, không đắm trước tùy miên. Vì vĩnh viễn đoạn tùy miên nên biết trong đây, hoặc đời hiện tại hoặc đời vị lai gọi là có. Đời quá khứ gọi là chẳng phải có, do các cú đầy hiện bày quan sát tướng Bà La Môn không điển đảo. Do ba cú trước hiện bày quan sát tướng đa văn và tránh biết của kia, nếu kia không chân tránh tu tập phẩm thiện, lại hiện bày quan sát tướng kia bằng câu thứ tư. Trong đây đắm trước là tám chủng đắm trước. Ở đời quá khứ nhiếp lấy chẳng phải có sanh khởi yêu buồn đắm trước. Ở đời hiện tại nhiếp lấy có năm chủng đắm trước. Một sanh khởi tu trị, hai sanh khởi cứu hộ, ba sanh khởi ngã sở, bốn sanh khởi cao hơn, năm sanh khởi thấp hơn. Ở đời vị lai nhiếp lấy có thì có sanh khởi hành, sanh khởi động. Tổng hợp ba đời đây gọi là vì sanh khởi hậu trọng, vì sanh khởi sự hám ngọt, sanh khởi yêu buồn, vì chỗ yêu thích bị biến họa, sanh khởi tu trị, vì nghiệp lấy chấp ngã, năng tăng trưởng nghiệp hậu hữu, năng gây tạo tất cả dụng mạnh mẽ, sanh khởi cứu hộ, vì ở nơi sự bức não mà mong cầu cứu hộ, sanh khởi ngã sở, vì chấp làm ngã sở, sanh khởi cao hơn, vì cái chấp ta là hơn nên khởi kiêu mạn, như Thế Tôn nói, như chúng sanh thế gian dương cao cở mạn, sanh khởi thấp hơn, vì cái chấp ta là hạ liệt, cũng là khởi kiêu mạn, sanh khởi hành, là yêu thích mong cầu ở đời vị lai, sanh khởi động, mong cầu rồi phương tiện tìm kiếm, sanh khởi hậu trọng, tức là vui thích những vật không thể ăn, dùng như vàng bạc, có thể dùng để mua bán trao đổi. Sanh khởi sự hám ngọt vì có thể ăn dùng. Lại có sai khác, năm cú sau được hiển đạo và tác chứng quả đạo. Đây được hiển đạo của Bà La Môn, đó là không do dự, đoạn các việc làm ác để các tham ái. Ở nơi có chẳng phải có không đắm trước tùy miên. Các cú như vậy được hiển thụ được tác chứng quả đạo, vì ở nơi những điều ghi nhớ hiểu biết đoạn trừ nghi hoặc, vì ở trong sở hành đoạn trừ tất cả sự quên mất thực hành pháp, vì ở đời vị lai đoạn nhân khổ, vì ở đời hiện tại đoạn nhân khổ thô trọng. Nói có, ở trong nghĩa đây nên biết tác ý các tướng nhiếp thuộc ba cõi, chẳng phải có tác ý tư duy ở nơi vô tướng giới. Đắm trước ở trong nghĩa đây chính là tham sân si, như các bậc hữu học ở nơi vô tướng định vẫn còn tùy miên, các bậc a la hán không còn tầm tư hí luận đắm trước và tưởng. Bốn chủng tạp nhiễm như vậy, hai chủng trước là phẩm xuất gia, hai chủng sau là phẩm tại gia. Do đắm trước tùy miên nên tạp nhiễm kia được sanh khởi. Những người xuất gia do nhớ nghĩ tìm lại cảnh đã từng thọ dụng nên sanh khởi tầm tư, do động loạn hiện hành nên có hí luận. Những người tại gia chỗ cảnh hiện tiền nên có tưởng, có đắm trước. Do có nhiễm đắm, nắm giữ các tướng nên có hai chủng nhân duyên tạp nhiễm, đó là không như lý tác ý và pháp xứ tuận theo kia. Do nhân duyên đầy tạp nhiễm sanh khởi, cho nên nói đây là nhân duyên của tạp nhiễm. Lại nữa, nói như sở hữu vô thường đều là khổ, đây bao gồm những nghĩa nào và có các loại đồng phận với vô thường như sành lão, các nhóm khổ sanh khởi, hoặc nương các xúc nên có các thọ, vì kia đều biến hoại, sanh rồi tìm đến diệt, nên nói các thọ thảy đều là khổ. Hoặc có pháp sanh khổ, và có pháp hoại khổ, vì kia đều vô ngã, tự chẳng phải ngã, nơi ấy cũng không có ngã, do đây nhiếp thọ hành, không vô ngã. Lại hiểu rõ,
là tuệ thành tựu do nghe, do các bậc trí luận thuyết như vậy. Hiểu rõ hết thảy là tuệ do từ mà thành tựu. Hiểu rõ thẳm sâu là tuệ do tu mà thành tựu. Tức ở trong ba tuệ hành như vậy mà có sở hữu các nhẫn gọi là hỷ lạc, hoặc hỷ lạc hết thảy, hoặc hỷ lạc khắp, lại có tùy quán vô thường, tùy quán đoạn, tùy quán ly dục, tùy quán diệt, như thành phần địa đã rộng phân biệt. Lại chỗ tổn hại của lực vô thường cho đến nói rộng, nên biết trong đây tăng thêm một sự tóm lược phản hiện vô thường sai biệt, như chỗ thích hợp chướng ngại sai biệt là sau cùng, do muốn hoạch đắc chỗ chưa hoạch đắc, vì ban đầu muốn đắc, hoặc trước đã từng có sở chứng thấp kém, tác chứng ở bậc cao hơn sai biệt, tức là ở nơi đoạn mà tác chứng, quá sát để nói tuệ, thẩm lự để nói tầm mà điện, như lý quán sát để nói hai pháp không điên đảo chuyển chuyển, tuy thật không có mà lại hiển hiện, vì ở trong đây không thật vui, hư vì không vô ngã, ngụy vì bất tịnh, không bền chắc vì vô thường, đây tức hiển thị không có bốn sự điên đảo. Lại nữa, sắc như đống nước bọt vì nhanh chóng tăng giảm, vì thủy giới phát sanh, như nghĩ đến mùi vị thức uống ăn nước miếng chảy ra, vì kia không thể uốn nắn, không như đất sét mà khiến chuyển biến, làm thành những hình dạng khác nhau, cho nên nói là không thể uốn nắn. Lại thật chẳng phải đống mà hiện dụ giống như đống, vì năng khiến hữu tình phát khỏi sự hiểu biết. Thọ dụ bọt nước nổi, vì ba hòa hợp xanh, trụ không bền lâu từng tạo pháp, như đất, vì chỗ các căn kia sanh khởi nương tựa, như mây là các cảnh giới, như mưa là các thức, mưa tuyên rơi là các xúc, như bọt nước nổi vì các thọ nhanh chóng khởi rồi tàn diệt, không trụ bền lâu. Tưởng đồng như bóng nắng, vì tánh diêu động, vì vô lượng chủng tướng thay đổi sanh khởi, vì khiến nơi sở duyên mà phát khởi điên đảo, vì khiến cảnh giới hiển rõ ràng, vì do phân biệt đây thành tướng nam nữ sai biệt. Hành thuộc loại cây chuối, như người mắt sáng là thánh đệ tử, đào bén là đao diệu tuệ, vào rừng vì ở nơi năm đường, khởi ý phàn duyên cuốn theo chủng chủng tự tánh các thứ khổ sai khác, các cây pháp giống nhau, vì giữ lấy cây chuối đứng thẳng, tác giả thọ giả ngã kiến, đào sạch gốc của kia, đoạn ngã kiến, bẻ gãy lá, phân tích tỉ mỉ đến ngọn, chỉ là chủng chủng các pháp hành từ, ở trong đây đều không chỗ nào năng thu hoạch được, vì trải qua thời gian không trụ bền chắc lâu dài, hà hướng thật bền chắc, hà hướng có cái khác thường hằng thật ngã, tác giả thọ giả mà có thể thấy được. Thức như việc huyễn, huyễn sĩ, thức hành theo phước vì phước bất động, trụ ngã, từ đường, trụ bốn thức trụ, tạo làm bốn chủng sự huyễn hóa, là voi ngựa, như thân voi tùy hiện có thể thấy mà không chân thật là thân voi. Như vậy nên biết thức hành theo phước vì phước bất động, trụ bốn thức trụ, tuy có ngã tướng người làm người thọ có thể thấy, nhưng không chân thật tánh ngã khả đắc. Lại thật tánh của thức ẩn bên trong, bề ngoài hiện tướng khác giống như hình tượng huyễn. Lại nữa, đã thuyết dị môn phẩm bạch, nay ta sẽ thuyết dị môn của phẩm hắc. Uất Đà Nam nói, sành lão tử nhóm thầy, khả hân thầy phiền não, nói rộng tham sân si, ít thầy sai biệt thầy. Nói sành là ban đầu cái sành, tức là vị danh sắc sành, lúc thai tạng đã đủ tháng, xuất ra khỏi thai, hiện từ vị anh nhi cho đến vị thiếu niên và trung niên, khởi cho đến vị lão niên. Lại uẩn đắc, vì vị danh sắc giới đắc ở trong vị đầy có được chủng tử kia, xứ đắc danh sắc tăng trưởng sáu xứ đầy đủ, các uẩn hiện từ vị ra khỏi thai cho đến vị già nua, mạng can khởi, xả chúng đồng phận cũ chọn lấy chúng đồng phận mới. Lại nữa, nói về lão té ngã, gặp tuổi suy yếu, bước đi đến lui, nhiều khó khăn vấp ngã, đầu bạc, tông lông biến đổi thành trắng bạc, nhiều nếp nhăn, da có nhiều nếp nhăn, suy yếu, gặp lúc tuổi suy yếu, tức da vàng khô nứt nẻ, không tươi nhuận. Hư hoại, sức lực dũng kiện đều không còn, xương sống cong vẹo, thân hình khom chúi về trước, đi đứng nương nhỏ gậy, nhiều các nốt đen, xanh đen khắp thân thể, da không nhanh nhẹn, đối với việc đi đứng ngồi thảy đều không thể linh hoạt, gầy yếu các căn thiếu sáng suốt khi tiếp xúc các cảnh, suy thối trí nhớ không minh mẫn, khắp suy thối các căn kia từ niệm hơi thở cho đến nháy mắt thảy dần dần tổn giảm, các căn thục tức kia suy phế không còn khả năng chịu đựng, các hành mục nát chỗ nương của các căn đã trải qua thời gian lâu, thể hư bại tức là tánh kia suy giảm biến đổi. Lại nữa, nói vẫn xả bỏ thân hình, trùng vào thời chết, táng vào lúc đây vẫn còn thi hài, một
vào lúc đó thi hải tận diệt. Lại tám, còn xác thân để làm căn cứ. Một, chế căn cứ theo danh thân, thọ thối, hơi ấm thối. Lúc sắp lâm chung, tim còn đập, lúc mạng căn diệt, tất cả tuổi thọ đều hết. Tử, thức xả bỏ, tim ngừng đập, qua đời, từ lúc chết cho đến về sau, trải qua một tuần, hoặc trải qua hai, ba tuần. Lại nữa, tất cả ngu phù dị sanh ở nơi sáu xứ, do chấp ngã gọi là chứa nhóm, do chấp ngã sở gọi là giữ gìn, vì dụng hữu thần mỗi mỗi sai khác làm căn bản, kiến thủ hung của các dạng loại thế gian sai biệt, ngã mạn tăng thượng, ái hiện hành, nên gọi là che giấu. Vì sở hữu sáu xứ hữu thuận theo thọ vui có tham dục, gọi là vị. Vì sở hữu sáu xứ thuận theo thọ khổ thì có sân khỏe, gọi là kiết. Vì sở hữu sáu xứ hữu thuận theo thọ không khổ không vui có ngu si, gọi là hợp. Vì sở hữu sáu xứ có luyến tiếc đời quá khứ, gọi là tùy miên. Vì sở hữu sáu xứ có mong cầu đời vị lai, gọi là hệ thuộc. Vì sở hữu sáu xứ có đắm nhiễm ở đời hiện tại, gọi là chấp trước. Đối với sáu xứ của thân khác mà mình nhiếp thọ thì chấp lạc ngã sở. Đối với sáu xứ của thân khác hoặc kém hoặc bằng hoặc hơn không do mình nhiếp thọ, vì nương trùng loại mạng phát khởi mạng ở nơi bất định địa hệ buộc dục giới, phát khởi sở hữu mong cầu về sau ở nơi định địa hệ buộc sắc vô sắc. Bởi rộng lớn vi diệu nên tùy chỗ thích hợp phát khởi hậu trọng phẩm tại gia nương sắc thành hương vị xúc. Bởi ái vị quyến thuộc đuổi theo mà phát khởi vị hám ngọt phẩm xuất gia nương sáu xứ. Bởi giải đãi phóng giật phiền não nên ở khắp tất cả không thể xả ly. Lại nữa, nên biết trong bốn cú khả hân, khả lạc, khả ái và khả ý đây được hiện sự việc đáng yêu thích. Sự việc đáng yêu thích đây được có ba chủng: một, sự khả mong cầu; hai, sự khả tầm tư; ba, sự khả đắm trước. Sự việc đáng yêu thích ở vị lai vì đáng mong cầu gọi là khả hân. Sự việc đáng yêu thích quá khứ vì chỉ đáng vui, vì chỉ đáng muốn gọi là khả lạc. Sự việc đáng yêu thích hiện tại được có hai chủng: một, sự cảnh giới; hai, sự lãnh thọ. Nếu sự cảnh giới vì đáng yêu thích gọi là khả ái, nếu sự lãnh thọ vì đáng yêu thích gọi là khả ý. Như vậy, đã thuyết các sự việc đáng yêu thích hoặc quá khứ hoặc vị lai hoặc hiện tại hoặc cảnh giới hoặc lãnh thọ có sự sai biệt. Hoặc còn có tên là sự khả mong cầu và sự khả tầm tư và sự khả đắm trước, cho nên tuyển thuyết tất cả các cú sai biệt như vậy. Lại khả hân, vì đáng mong cầu hệ thuộc đời vị lai; khả lạc, hiện vui muốn không chán, đủ hệ thuộc đời hiện tại; khả ý, tùy nhớ nghĩ tìm lại những điều vừa ý, hệ thuộc đời quá khứ; khả ái, tướng diệu sắc khả ái thông cả ba đời; khả dục, nhớ nghĩ đẹp ý; dục sở dẫn, vì hệ buộc dục giới hoặc vì thuận theo hai chủng thọ dụng dục sai biệt; khả nhiễm trước, vì ở xứ tham. Lại nữa, vì ở nơi năm chủng sự năng hòa hợp gọi là kiết. Năm chủng sự: một, sự sở kiết; hai, sự năng kiết; ba, sự tội lỗi; bốn, sự đẳng lưu; năm, sự hướng đến. Sở duyên các kiết gọi là sự sở kiết, vì cớ sao? Do ái khỏe ở nơi mỗi mỗi sở duyên tùy theo tướng sai biệt mà hòa hợp. Từ các kiết kia chuyển chuyển dẫn dắt nhau mà hòa hợp gọi là sự năng kiết. Do nhân duyên các kiết khiến sanh tội lỗi trong hiện pháp, cho đến lãnh thọ tầm pháp yêu khổ do từ kia sanh khởi, nên kiền năng hòa hợp gọi là sự tội lỗi. Vì đời đương lai, nhân của tham, bãnh lợi phát sanh tạo thành mà hòa hợp gọi là đẳng lưu. Lại năng sanh năm đường, vì ở trong các đường năng hòa hợp gọi là sự hướng đến. Do nhân duyên đầy tự hành ác hạnh, bị người dùng roi đánh đập trừng phạt, trói buộc, bắt bớ, của trách mắng chửi, đuổi bỏ ra hại, sanh khởi trùng trùng các thứ khổ gọi là năng tự tổn mình. Hoặc tự mình không gặp những điều như vậy mà khiến người gặp gọi là năng tổn người. Hoặc do kia nên cả mình và người đều gặp gọi là đều năng tổn cả hai. Năng sanh tội hiện pháp, do việc kia nên gặp trùng trùng sự khổ như đã thuyết, nhưng có sự việc không nhất định dẫn đến các đường ác. Năng sanh tội ở hậu pháp, cũng các việc trên, nhưng có sự việc tùy ở hiện pháp người không biết, các tội lỗi kia lại là nhân đến các đường ác. Năng sanh tội ở hiện pháp hậu pháp, đủ cả hai chủng. Lại ở hiện pháp lòng ôm nhiều nhiễm đắm, sự mong muốn không tọa ý nên rộng sanh trùng trùng tâm pháp yêu khổ, ở đường lai dẫn đến các đường ác. Kiết tùy vô lượng nhưng gom chung được có 9 chủng. Lại trong phạm vi nghĩa không theo ý muốn, cho nên thuyết có ba phược là tham sân si. Do nhân duyên tham sân si kia nương ba thọ, tùy muốn thoát khỏi chúng mà không thể thoát nên gọi là phược. Lại sự đổi theo của chủng từ phiền não phẩm thô trọng gọi là tùy miên,
cũng chính là nghĩa tùy phược, cũng chính là nghĩa vi tế. Căn bản của tùy miên đây chỉ cần có bảy chủng. Lại vì từ phiền não sanh, vì gần gũi phiền não, vì tùy não loạn tâm, gọi là tùy phiền não. Trừ bảy tùy miên, tất cả tầng pháp nhiễm ô còn lại đều là tùy phiền não. Lại nghĩa hiện khởi tương tục không đoạn dứt gọi là truyền. Truyền có tám chủng, đó là không tàm. Lại kia năng khiến chuyển thành phẩm thượng tương tục sanh khởi, năng khiến thân tâm không thể kham chịu, tức là chu một, như ruộng không thể gieo trồng. Lại vì mỗi chủng riêng biệt, vì kia phát sanh nghi có sai khác, nên thuyết năm tâm chu như thang cũng riêng biệt, nên nói có ba chủng. Lại vì kiên năng khiến không thành tịnh gọi là cấu. Lại vì ở các xứ môn thường gì chảy gọi là nễ già, vì tưởng năng hại cũng gọi là nễ già. Lại kiên năng khiến không tịch tịnh gọi là tên, như lúc chúng tên độc mà chưa nhổ bỏ thì không thể an ổn. Lại vì năng chứng giả, vì có hí luận gọi là sở hữu. Lại kia khiến hành phi pháp, hành không quân bình hiện tại tiền nên gọi là ác hạnh. Lại kia năng khiến khởi hết thảy phiền não các ác hạnh nên gọi là căn. Lại kia năng khiến xuất sanh sự sanh đương lai nên gọi là lậu. Lại đã sanh rồi do già chết khiến thiếu thốn nên gọi là thiếu thốn. Lại chịu sự thiêu đốt do không yêu thích mà gặp nhau, yêu thích mà chia lìa, tham cầu lợi dưỡng gọi là thiêu. Lại kiên năng khiến sầu thán khổ, yểu não gọi là não. Lại kiên năng khiến thuận dòng mà chìm nổi gọi là bạo lưu. Lại nương tiền tế năng là phương tiện thổ thắng lưu chuyển sanh tử ở hiện pháp gọi là ách. Lại nương hiện tại năng là phương tiện thổ thắng của vị lai gọi là thủ. Lại vì khó hiểu gọi là hạn. Lại ở sự sở chi năng chướng ngại trí gọi là cái. Lại so với sắc giới vô sắc giới thì dục giới là phần hạ, so với tu đạo thì kiến đạo là phần hạ. Do phạm vi hai phần hạ sai biệt đây, tùy chỗ thích hợp nên gọi là năm hạ phần chướng, cũng gọi là năm hạ phần kiết. Trái với tướng đây nên biết là năm thượng phần kiết. Lại nói dường tức năng sanh trùng trùng tánh thể khổ uẩn, do gần gũi ái nên kia được tăng trưởng gọi là dường dậm. Lại năng phát khởi các đấu tranh kiện tụng, trùng trùng phẫn hận đua tranh nên gọi là tránh. Sở trị của chính nó nên gọi là hắc. Năng dẫn khổ nên gọi vô nghĩa. Không chỗ dùng nên gọi là hư xấu. Tánh nhiễm ô nên gọi là có tội. Không nên thân cận tập theo gọi là nên xa lìa. Vì phạm tịnh giới đã thọ gọi là phá ngoại giới. Lại pháp ác vì không tạm không quý, không tin Phật vì báng thánh hiền. Tương ưng tà kiến rất mạnh mẽ. Lại vì hiện hành trùng trùng ác pháp. Lại vì có tâm tham dục sân khỏe cho đến nói rộng. Nên biết trong đây kẻ bên trong hư bại. Vì bên ngoài giữ tướng sa môn, bên trong không pháp sa môn. Như cây gỗ lớn, lớp ra ngoài nhìn đẹp đẽ chắc chắn, bên trong bị mọt ăn rỗng bậu không thật. Xanh bản hạ, rộng như xanh sản của loài hạ, không phải xanh từ cửa pháp như trước thuyết. Nước xanh ốc, vì sự nghe thọ ở đây tương tự như nước, chỉ để trừ cơn khát của ái. Nếu các ví xô phạm cấm giới, như ốc kia làm uế bẩn nước trong sạch, cho nên giống như nước có ốc chẳng thể dùng uống, phải nên xa lìa. Loa âm cầu hạnh, các ví dụ tập hành ác hạnh, khi thọ lợi dưỡng ngọa cụ tự xưng niên lạc cao nhất. Thật chẳng phải sa môn mà tự xưng sa môn, vì đã mất phận bí xô mà tự xưng có phận bí xô, vì thật tâm ôm ác dục mà tự xưng ta là chân sa môn bậc nhất. Vì phạm hạnh, thật chẳng xa lìa pháp uế dâm dục mà tự xưng ta đã xa lìa. Lại mất tánh bí xô mà tự xưng có tánh bí xô nên gọi là vọng xưng phạm hạnh. Thật chẳng phải sa môn mà tự xưng ta là chân thật sa môn bậc nhất nên gọi là vọng xưng sa môn. Lại xả bỏ giới đã thọ nên gọi là phá giới. Trước đã bỏ ác pháp trở lại nắm giữ gọi là pháp ác. Hình tướng ý là xoay vần không tương xứng do nhân duyên đầy gọi là bên trong hư bại. Đi theo muốn của mà đi đứng gọi là sanh sản hạ. Hủy nhục điều đã nghe gọi là nước sanh ốc. Do tà thọ dụng các tín thí gọi là loa âm cầu hạnh, tà ngôn thuyết gọi là vọng xưng phạm hạnh sa môn. Lại có tham sân si phẫn hận cho đến nói rộng các sự hỗn tạp phiền muộn, như trong phần nhiếp sự ta sẽ nói rộng. Lại có vô thường khổ không vô ngã pháp sanh pháp lão cho đến tiêu đốt, tùy theo từng dạng loại ta sẽ rộng thuyết. Lại nữa nhiễm vì vui đắm trước thọ dụng, trước vì đối với điều nào đó đoái hoài thường tiếc, tham tài bảo vật thực vì mong cầu có được sự thọ dụng ở vị lai, nuốt hít vào lại thêm sự nuốt hít của trợ bạn phiền não, mê muộn về sau sẽ thuyết, đắm trước những gì đã được chấp chặt kiên cố không thể xả bỏ,
tham cầu. Đối với những gì chưa được thì truy cầu siêng năng gia hạnh để tìm kiếm. Dục, những gì chưa đắc đã đắc mong cầu thu được và thọ dụng. Tham, trong lúc thọ dụng thì vui thích đắm trước kiên cố, gần gũi và vui ái, tướng đây như đã thuyết trong gần gũi và ái lạc, tàng ở bên trong nhiếp lấy tự thể, yêu thích điều ấy, hộ ở trong sự tương tục của người yêu thích điều ấy, chấp ở trong ngã sở yêu thích điều ấy, khác mong cầu tăng gấp bội, chỗ nhiễm cư trú ở xứ tham, chỗ kiêu cư trú ở bảy xứ kiêu, chỗ dục ở chủng chủng phẩm loại thọ dụng cư trú nơi tham dục, chỗ gần gũi yêu thích đuổi theo luyến tiếc các việc trong quá khứ, chỗ ái lạc yêu thích đuổi theo các hân hỷ ở hiện tại. Lại trong hiện pháp thường xuyên tập quen ái gọi là gần gũi, đời trước thường xuyên tập quen phát sanh ái gọi là ái lạc, chỗ mê muộn vì bên trong không thể quán sát công đức và lỗi lầm, chỗ tham trước cư trú nơi tâm đam mê vui thích, chỗ phược trước cư trú nơi tham sân si, chỗ hy cầu cư trú nơi năng sanh ái, chỗ hệ phược cư trú nơi tất cả kiết là kẻ ác vì năng hòa hợp pháp bất thiện, vì khiến sanh hỷ lạc hiện tiền đó là hư vọng, vì khiến sanh nói năng hiện tiền đó là lấy ngôn ngữ mà truy cầu, vì khiến chứng đắc mà sanh thúc bách đó là sanh tham trước nên thân truy cầu, trụ đắm trước vì bảo vệ giữ gìn điều đã được không xả bỏ nhiễm thảy, ở nơi thọ lạc mà khởi tham dục, ác thảy ở nơi thọ khổ mà khởi sân khỏe, ngu thảy ở nơi ba thọ mà khởi ngu si, luyến tiếc ở nơi quá khứ, hệ buộc tâm ở nơi vị lai lao nhọc do nhân duyên kia đang phát khởi truy cầu, thiêu đốt những điều mong muốn được quả tại ý khởi tâm nhiễm ô, thiêu điều mong muốn bị suy tổn khỏi tầm nhiễm ô, não điều đã được mà bị biến hoại, cầu đảo hiển thị chấp trước yêu thích sự tốt lành, xúc đối hiển thị chấp trước yêu thích xúc chạm cầm nắm, hy cầu hiển thị chấp trước yêu thích cùng lợi, hân duyệt hiển thị chấp trước yêu thích tư duy như ý. Lại ở nơi các dục, nơi tầm thú nhập thành tịnh cho đến nói rộng, ở năm chủng xuất ly giới nên biết như trước đã thuyết trong tam ma hí đà điện, kiêu say vì cộng tướng cùng ba kiêu, cực kiêu say vì nương dựa kiêu khắp trong các pháp ác bất thiện đang khiến tâm không được phòng hộ. Hướng đến kiêu say, ở nơi kiêu say chuyển vận theo nhân duyên đó mà lãnh thọ tùy thuận, ở trong các dục sanh kiêu thảy, không quán thọ dụng dục là lỗi lầm, bình an là tự tướng thọ lạc, lãnh thọ cộng tướng các thọ, hướng đến thọ tướng nhân thọ khác, lại dục tham kiên cố đằng trước hết thảy tham, như tham tài của vật thực tướng đầy trong văn sở thành địa đã thuyết. Lại nữa, nói cấu bên trong, tức là đối với người oán ý muốn ôm lòng giữ chặt không xả bỏ. Bên trong ganh ghét, đối với điều yêu thích mà bị chướng ngại. Bên trong chống đối, vì năng dẫn phát điều không yêu thích. Bên trong oán, vì năng dẫn phát điều không an ổn. Lại tướng bất khả hỷ, bất khả lạc, bất khả ái. Thì ngược lại khả hỷ đã thuyết ở trước. Lại nói khổ tương tự tánh khổ, cũng tùy nhớ nghĩ khổ, tổn hại vì hiện tiền khổ, trái nghịch tư duy khổ ở ba đời, không thuận ý vì khổ hiện hữu năng lập tổn hại, lại khổ mãnh loại kiên cố vất vả gian khổ bất khả ý, như phần nhiếp sự ta sẽ rộng thuyết. Lại nữa, bạo ác là cú trùng, độc trùng cắn trích, tức là lời thô thiển châm trích, chủ lời đối nhau, lập văn tự không căn cứ, lời thô thiển nhỏ hẹp trái nghịch, oán hiểm, nương tựa hủy nhục, phát phẫn, phát lời hiển phát sự vui ác ý, khỏe hại vì dùng tay ra hại, trụ nhăn nhó buồn bực, đã nóng giận tổn hại rồi sao mặt mày nhăn nhó khó chịu, an nhiên trụ trong trạng thái đó, khắp xanh phẫn khỏe liên tục nhớ nghĩ lại tướng không nhiều ít gặp phải, khiến xanh oán hận não loạn sâu nơi tâm, hoặc xanh phiền não não loạn nơi tâm, do nhân duyên đây nên giam cấm nơi khổ như thuyết, bị xô giải đãi, bị các ác hỗn tạp sai sử, trụ trong các thứ khổ. Có khổ vì kia nhiếp thọ khổ vị lai, có thiếu thốn vì kia xa để các phẩm thiện, có tài vì kia lầm vào các nhân hoặc khác, có nhiệt vì lúc sau phát sảnh nhiệt não. Lại nói khổ là cú chung, có khổ vì tương ưng yêu khổ, có thiếu thốn vì thọ lạc biến hoại, có tài ở trong thọ không khổ không lạc, ở nơi hai điều trên không được giải thoát, có nhiệt ở nơi lạc như chỗ thích hợp có lửa tham sân si. Lại có khổ ở quá khứ, có thiếu thốn ở vị lai, lại hại, hiển thị nhiếp thọ oán hiểm phẩm thượng, oán và địch thì như trước đã thuyết, lại tồi phục,
sĩ dụng xanh trái với sĩ dụng chưa xanh, phá hoại, sĩ dụng trụ trái với sĩ dụng đã xanh, bị cái khác thắng, công năng xanh trái với công năng chưa xanh, cái khác rơi ở sau, công năng trụ trái với công năng đã xanh, lại chẳng tồi phục phá hoại, chẳng phải sở thắng, có sở thắng, các cố như vậy, do các cố trước mà biết được nghĩa. Lại nữa, không hiểu biết đối với tiền tế, tức là không rõ biết ở quá khứ phát tánh các hành vô thường, không hiểu biết đối với hậu tế, tức là không rõ biết ở hiện tại pháp tánh các hành tận diệt, không hiểu biết đối với tiền hậu tế, tức là không rõ biết ở vị lai pháp tánh các hành sẽ sanh, và pháp tánh sẽ sanh rồi sẽ tận. Kẻ kia không rõ biết như thế, tức đương tiền tế khỏi không như lý tư duy. Ta ở quá khứ đã từng có chăng, cho đến nói rộng, những gì là ta, ta là những gì, nay hữu tình đây, từ đâu mà đến, ở đây chết rồi sẽ đi về đâu? Đây gọi là nương tiền tế hậu tế không như lý tác ý. Ở nơi pháp tánh vô thường như vậy mà ngu si không rõ biết, ở trong các hành ngã kiến lại theo đó chuyển chuyển, cho nên không thể rõ biết hai chủng ở trong và ở ngoài chỉ có pháp tánh. Nội là nội xứ, ngoại là dấu vết bên ngoài. Nội ngoại là nơi căn trụ cùng với pháp xứ, bởi các pháp kia ở nội khả đắc lại là chỗ thầu nhiếp của ngoại xứ. Không hiểu biết đối với nghiệp, tức là không thể rõ biết và các nghiệp chỉ có tánh hành, mà lại vọng chấp cho là ta là người làm. Không hiểu biết đối với dị thục, tức là ở nơi phát khởi nhân nghiệp của hữu tình thế gian và khí thế gian, hư vọng kế chấp trời tự tại là người tạo ra, người sanh ra. Không hiểu biết nghiệp dị thục, do ngu si ở khắp tất cả nên rơi vào tà kiến phỉ báng nghiệp quả. Để muốn tuyên thuyết không chỗ hiểu biết của ngoại đạo dị sanh ở trong các pháp. Không hiểu biết đối với Phật, tức là không rõ biết pháp thân Như Lai và các hình tướng. Không hiểu biết đối với pháp, tức là không rõ biết hết thảy tướng thiện thuyết. Không hiểu biết đối với tăng, tức là không rõ biết hết thảy tướng các hành. Không hiểu biết đối với khổ, tức là không rõ biết các tướng phân biệt trong các kinh và trong 16 hạnh. Không hiểu biết đối với nhân, tức là không rõ biết ở trong các trí hữu như vô minh, năng là tánh nhân của hành. Không hiểu biết đối với nhân sanh, tức là không rõ biết ở trong các trí hữu tánh hành từ nhân vô minh mà được sanh. Lại ở phẩm pháp tạp nhiễm thanh tịnh, vì tương ứng thiện bất thiện, có tội không tội, lỗi lầm công đức, thuận theo hắc bạch vì phần minh vô minh như hắc dị thục hắc, bạch dị thục bạch, và phần có đối ngại như hắc bạch dị thục hắc bạch. Tất cả như vậy đều được sanh khởi từ nhân duyên nên gọi là duyên sanh. Vì ở nơi tất cả kia mà không rõ biết nên gọi là không hiểu biết. Ở nơi sáu xúc xứ không thể như thật thông đạt khắp, tức là nơi sáu xứ thuận theo cảm xúc khiến phát sanh thọ lạc, không thể như thật khắp rõ biết là kia tịch diệt vắng lặng. Lại ra hạnh đây không thể ở nơi pháp mà như thật thông đạt tri kiến hiện quán, tức ở nơi pháp kia không như thật biết. Ở kia ở đây ở nơi như sở thuyết hoặc sở vị thuyết, vô trí đối với những điều không hiện thấy, vô kiến đối với những điều hiện thấy ở trước, không hiện quán ở nơi những gì như thật chứng không rõ duyên khác, hắc ám ở nơi sự thật không trần tránh rõ biết, ngu si ở nơi sự không thật hư vọng sanh khởi tăng ích, vô minh ở sự sở tri không thể thiện xảo, ở dưới kia không trần tránh liễu tri đối với những điều đã thuyết kia, và ở nơi danh cú văn thân không thể hiểu rõ, hồn ám rơi vào tất cả tà kiến phỉ báng, lại vô minh cái chướng rất rộng thuyết như phần nhiếp sự, lại che giấu ẩn chìm hồn muội khắp hồn muội, đã nói rộng như khế kinh ái, không cung kính vì không tu cung kính, không tôn trọng vì không tín đức của kia, không quý trọng, không đáp ứng theo nhu cầu của người kia, khiến họ bị thiếu thốn, không cúng dường, không thí lợi dưỡng, lại không cung kính cho đến không cúng dường, nên biết cú sau chuyển chuyển giải thích cú trước, lại không cung kính, không tôn trọng, không tín mà lắng nghe pháp, đã rộng thuyết trong phần nhiếp quyết trạch. Lại không vâng nghe, vì không muốn nghe, không lắng nghe sâu vì tâm tán loạn, tâm không an trụ phụng hành lời dạy vì không muốn thực hành tu tập, không tu tránh hạnh, vì ở nơi tùy pháp hành pháp không như ý lạc mà chân tránh tu hành, lại không truyền truyền thọ học ở nơi thánh giáo đại sư không thể chứng đắc, lại vùi tùy miên hư ảo để trôi qua kiếp sống, là cú chung, hư luống, không thể tu tập nhân đi đến nẻo thiện, không kết quả, không thể đắc quả đi vào nẻo thiện, vô nghĩa không thể tu tập nhân đắc niết bàn, không lợi ích, không thể đắc quả niết bàn kia. Lại hỏi ít bệnh não chăng, vì giới của thân không bị mất quân bình, ít sự nghiệp chăng, vì sự nghiệp gia hạnh đều đặn, dạy ở nhẹ nhàng thông tiện chăng,
tức là nhu cầu ăn uống đã ăn uống rồi dễ dàng tiêu hóa, lại sức khỏe vui và vô tội như trong thành phản địa, phần ăn uống biết lượng đã thuyết tướng đây, lại không chọn lựa phân tích, không chọn lựa phân tích thẳm sâu, đã rộng thuyết như thành phản địa, lại không tư duy không đúng lượng, đã rộng thuyết như thanh văn địa. Lại nữa, ít là không tương ứng với lượng cao rộng, nhỏ tương ứng với lượng hẹp kém, hiếm có tạm lãnh thọ theo lượng ngôn thuyết của thế gian. Lại nữa, hoặc dị môn vì tự tướng sai biệt, hoặc ý thú vì tướng thổ tục sai biệt, hoặc thủ dị vì tướng nhân sai biệt, như vậy gọi là phần nhiếp dị môn. Dị môn như vậy ở trong các kinh đã tùy hiện hiện phần thô, nói đa dụng, tức dùng nhiều ngôn lời để lược tích tập, chọn lọc các nghĩa sai khác. Ngoài ra, vô lượng chư Phật Thế Tôn đã thuyết dị môn và nghĩa sai biệt. Do các khía cạnh đây, do sở học đây, do ngôn giáo đây, phải nên tinh cần biện biệt tư trạch, hiển thị an lập môn sai khác, nghĩa sai khác.